Chào mừng các bạn quay lại đến với The Real High Seal phần 2. Về tiếng này thì chúng ta sẽ tiếp tục 50 màn tiếp theo. Hoặc là bao nhiêu màn thôi. Hoặc là mình phải làm level từ level 343 đến level cuối cùng mà. Mình sẽ làm đến từ khoảng level 300 đến level 343. Bắt đầu thôi. Thank you.
Ôi khó quá đi. Hoàn thành luôn, lâu quá, tại là hơi khó quá cho nên là mình không thể biết là phải làm như thế nào. Này là nữa là hết rồi, đã kết thúc tần sự đến đây thôi. Hoàn thành, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tần sự đến đây. Nếu anh nào thích video này thì đăng ký, thì hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.